Quạt trần công nghiệp System Fan, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay. Đã vòng đi dò thì bài đấu này. Ồ, câu chuyện với anh em Vitamin tôi đã buồn cười quá rồi. Nhưng mà thôi, câu chuyện này không kể cho anh em nghe được. Tôi sẽ lưu hành nội bộ. Để mỗi khi mà anh em Vitamin thua thì tôi sẽ lôi ra để tôi ỉ ôi tiếp. Đã vòng đi dò thôi. Một bỏ quả đầu 7 cây đến game thủ chim sẻ nhét dân vào và cơ cấu trích cho Bigger. Rừng quanh nhà là một rừng già, một rừng dừa, một rừng thông. Chấm ghê. Một lần nữa xin thông báo với anh em vào lúc 19 giờ tối mai. Chúng ta sẽ cũng kèo đồ 4-4 random. Liên Quân, Vitamin cộng Tùng VIP đối đầu với Spargus Gaming. Người ra quân sẽ có đó chính là game thủ Mạnh Hào U98 chuyên mệnh và Tùng VIP đối đầu với chim sẻ nắng, Xuân Thứ, Gunny và Không Được Khóc vào buổi tối ngày mai để phục vụ anh em. Những bước dò đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Làm vòng đi dò. Chưa đổ lùa về, quả đầu đang có 7 cây đây rồi. Hai dân đi dò không thấy voi hiêu gì luôn. Gunny bảo về bài kín lắm. Em đánh nguyên thủ Gunny. Bài đấu rất kín. Quay sang hỏi chim sẻ nắng bài kín lắm rồi. Nhưng sau đó anh lại báo là thôi anh vẫn dâng nhé. Ok anh. Dâng thôi. Hiêu 7 đến từ nguyên thủ Gunny. Sẽ cố gắng đưa mấy con hiêu này về. Sắp tới thì còn có cả cái bản AOE D-Kizition gì sẽ nhở. Không biết đọc tiếng Anh như thế nào nữa. Thôi, lùa mấy con hiêu này về, dành cho anh thủ Gunny hiêu 7. Return of Rome. Đó là quay trở lại thành Rome đây à. Ok, bấy hiêu được Gunny đưa về thành công đấy rồi, bài S đầu thôi. Gỗ đã thừa. Đây sẽ chiếc nhà bé đầu tiên đến từ cái thủ Gunny. Và bài đấu này sẽ tiếp tục là người đi dâng A anh em nhá. Còn gì nữa không anh? Và như vậy thông tin bảo vệ bài Gunny hai quả phụ rồi. Đây, một mỏ đây. Một mỏ nữa đâu. Đây nữa. Ok. Xuân Thứ đang có chiếc VS. Và BG để ăn quả đầu. Một bài đánh theo kiểu thịt vào hiệu trước để nhiều rapper. Quả đầu nó hơi dốc một chút. Một quả 6-7 cây gì đó. Thêm một quả phụ nữa để từ cái thủ Xuân Thứ đây rồi. Thì có sư tử này luôn. Tránh hiện tượng cắn vẩn. Hai quả phụ để cho Xuân Thứ ở trận đấu này. Và suýt đi luôn. Trận trước bên mình thắng anh ơi. Mấy kia nó cứ hô liên tục thế này, nó cày thế nhờ. Đây, chiếc nhà BG để có thể khai thác một quả của mình dành cho game thủ Xuân Thứ bài hai quả phụ bầy hiêu đây rồi. Và hôm nay vẫn là game thủ chim sẻ nhưng mà nó cũng có một quả chen vào mỏ đá. Và không biết nhặt đâu được đôi voi về nhưng bài cũng ổn về đồ ăn luôn. Và bài này sẽ được Gunny dâng A cho đầu cánh anh em nhá. Có điện thoại. Gì? Minh Long à? Vâng, Xuân Thứ bảo vệ lỗi mất mấy giây rồi. Ok, bạn ơi, mấy giây là chấp nhận được, không sao. Thêm một bầy hiêu nữa, thì nhớ đủ chim sẻ ở S nhân đôi. Rồi, giải quyết bầy hiêu này thôi. Quá hợp lý rồi. Và trước khi đến với tình huống giao tranh trong trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà chợ System Fan tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt trần công nghiệp xài cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ Nam Châm Vĩnh Cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả cho không gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì tốt nhất thị trường luôn. Anh em có thể liên hệ ngay qua hotline 0883 18856 hoặc truy cập website systemfan.vn để được báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì anh em mua các sản phẩm tới từ nhà chợ System Fan qua các kênh sóng chim sẻ nắng sẽ được tặng mã giảm giá 5% nha anh em. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và quay trở lại với trận đấu này. 26 dân đến từ cái thủ chim sẻ ở đây hôm nay của rapper. Rapper thì là bài 24 dân cộng 1. Em đời lỗi một tí. Thêm một chiếc BG nữa. Bên kia có một người đánh 23 dân đó chính là Tiểu Lâm à. À, Lôi Lão Hổ. 23 dân dâng A rồi.
Thành một dân xem nhà nào đầu cái nhã nào. Đấy, đi dò nhà nó để nó đỡ bắn mình rồi thế này. Thêm hai voi nữa đây. Bảy nha. 27 dân cơ à? Lên muộn sao ông này bị ông tiểu lâm này thứ bắn rồi thì à, nhưng mà cẩn thận hổ do Nga cánh bạn đấy. 23 dân thế chắc đầu cánh ăn đi rồi. À đầu cánh xẻ đấy. Cứ để đấy luôn à. Ghê. Giao tiếp nhiều lên anh em. Đây là BA thứ tư đến từ game thủ xuân thứ rồi. Nhẹ nhàng nuôi anh gắt với em à. Cay ghê. Như vậy là màu 7 đúng không? Vẫn màu 7 à. 7 đầu cánh ở đây. 27 dân. 8% đấy. Năm ma đến xuân thứ rồi. Hôm nay chỉ có không đây ruộng này. Hơi ít ruộng ở nhà đến từ người cầm 7. Chưa thấy nhà BA 7 luôn. Ok. Thêm đôi voi nữa đến từ cái thủ xuân thứ đây rồi. Đưa một dân sang nhà bạn đi lượn vòng. Rồi đi ăn hoang. Đợt đầu tiên năm ma. Và như vậy sẽ bị hổ bắn luôn rồi. Đây cái thủ chim sẻ. Lôi đá hổ. Người đi ra ngang trận đấu này. Vừa mất một dân đấy từ chim sẻ. Và đang phải giật tân đầu về. Lôi đá hổ chạy ra luôn. Ảo ấy. Đợi đồng đội à. Vâng vào bắn một dân té luôn. Và đã có hai tên đến từ lôi đá hổ và nhà chim sẻ rồi. Hổ đầu cánh. Tháp lai chim sẻ đang số đó chính là 36/40. Và đang cố gắng tụ quân và bạn được đứng đốt e chim sẻ rồi. Tên thứ hai. Đang đánh thủ toàn tập đây. Một lên luôn đây nhá, tiểu bánh mã lên luôn đấy. Và tham lai là 41 đến bài đấu này. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ đang tạt vào nhà của sinh đấu đang đấu quân cầm 7 ở giữa bản đồ. Đang thịnh tạt nhưng mà đội bạn đã đánh chặn đây luôn rồi, hay nhỉ. Hảo thật đấy, đứng giữa bản đồ không thứ vào trong quản luôn. Và lại còn bo cản mặt nữa thì chắc BA đóng kiểu gì. Đây là máy của game thủ Gunny. Gunny đang gọi chim sẻ đang dồn con lên khi đang bắn trong nhà người cầm 4. Mà 4 đánh 2-3 dân đầu cánh. Ui, ở nhà Gunny bị 1 bắn dân đau quá. Ui, bị bắn quân luôn. Thằng này 40 cho game thủ Gunny. Và tham lai là 40 dành cho bài đấu này. Cảm ơn anh Nguyễn Trung Kiên nhá. Và sẽ đang xin gỗ gắn đi sang người bơm. Sẽ mong 6. Đây là bắt quân 14 đến thủ chim sẻ đây rồi. Vâng, dân ăn hoang Gani đang bị chơi. Đây, cung đường người cầm 4 bên phía bạn, game thủ lôi lão hổ. Sẽ tham ai đang số là 6x rồi. Đi qua nhà BA của game thủ Gani. Và như vậy là anh em quyết định hô tất cả vào nhà 1-1 của tiểu bánh mã luôn. 7 nữa. Không giết được, nó đánh thủ. Vâng, anh em đang gọi vào nhà 1-1. Vào 1 đi. Gani tham ai 40. Đi đi đi, vào 1 đi anh ơi. Đây nhà BA 1 bên dưới đây đây, Gandhi sau đây rồi, bắn đi. Sẻ đã đến rồi, ôm luôn. Và Xuân Thứ đang ở phía sau. Sẻ đang lao vào bên trong nhà đối phương với tham lai 70 của mình. Và Xuân Thứ đang gọi chơi, Gandhi vào trong đi anh ơi. Đi, đi qua BA là vào được luôn đây này. Ok anh. Bắn luôn đi, bắn bay 1 luôn đi. 7 đi quân qua nhà bạn để báo nhá. Đây 7 cứu sau, ok ok, bạn đỡ 7 đi. Sẽ đang lao bên trong cùng Gunny để có thể bắn fit 1-1 luôn ở trong tình huống này. Đuổi vào 3 giờ đi anh ơi. Những con đâm dần vào cung đường cầm 1-1. Một tơn đi quân đột biến dành cho 3 game thủ chúng ta khi ốp vào nhà của game thủ tiểu bánh mã.
Tạm lại được số là 80 dành cho đối thủ chim sẻ. Mùa 7 sang cứu đấm cả mùa 7 luôn. Và như vậy là quay định quay lại chơi luôn mùa 7. Anh đuổi được mùa 1 không anh Gunny? Và Gunny không đủ lượng quân để đuổi mùa 7 đâu nhá. Nếu mà cảm giác không đấu được mùa 7 thì lùi đi, ở nhà bị vào kia. Mùa 4 đang lao vào nhà game thủ chim sẻ. Đó chính là game thủ lối lão hổ. Tạm lại 80 dành cho game thủ chim sẻ. À, bắt 7 trước này. Sẻ đang dồn lên đây rồi. Đây mùa 7 sẽ nằm xuống với những con cung lửa của mình. Và phải đỡ trong nhà tới game thủ chim sẻ. Và tham lai đơn số là 72. Đây là máy của cái thủ sân thứ với tham lai đơn số là 45. Như vậy là bắt hết toàn bộ tân quân người cả 7 đi rồi. Và tham lai đơn số là 50 dành cho rapper xuân thứ. Và bắt đầu quay trở lại như 7 và chuyển sang BL đi rồi. Khi mà mới phút 23 đừng sắp ra bộ nhá. Ok, xây trước đi. Đây dân của game thủ Gunny. Gunny tham lai đơn số là 29 đang quản lại cầm 4 bên phía đối phương khi đội bạn vừa đấm nhà chim sẻ một tơn. Đấy, sói tham cho bên kia có nhiều dân không? Một vẫn còn tham nhá, 7 cân sẻ. Một vẫn còn tham, tham to đấy. Và bạn đang thiện được công tác đánh 7 thì cứ quản nó một tơn đi. Tham lai đơn số là 70 thì từ game thủ chim sẻ 7 và sẻ cân nhau rồi đấy. Đây là máy của rapper quyết định quay lại cái quản 1-1. Xong rồi rồi, lần này đến lúc ra là được, đến công giáp dần đi thôi. 3L chuyển sang sắp đơn thôi anh em, đến phút 25 ra được chuyển sắp đơn rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ với tham lai là 71. Trong đó thì bên này Gunny cũng đang bắn trong nhà 1-1 đây, đang bắn được xong ruộng chính 1-1 nhá. Đây đấu qua đông, đấu qua đông, bạn đấu qua đông, có đấu qua đông. Đấu đi, Xuân Thứ đấu phía sau rồi. Giao tiếp đi. Xuân Thứ đang bắn được mặt nhà Bia vào, anh Gunny ơi. Dí qua ruộng đi. Gunny bắn sau bạn nhá. Và đội bạn phát hiện nhà BL của game thủ rapper. Dí quân đâu kìa, tập trung anh quân đi. Xẻ đến bắn đi kìa. Đây, game thủ chim sẻ. Xẻ bên này tham lai 7x và vẫn đang bị 1-4 thỉnh thoảng ngoáy ngoáy. Khi mà chưa bo được cái mặt kia thì đội bạn vẫn đang móc máy trong nhà, ra khá là khó chịu. Nhà hơi rộng anh em ạ. Rồi, một lại bay một tập nữa. Chúng ta không thể để cho đội bạn về cái thế hai chủ lực được. Đang cơ cấu đây rồi. Xuân Thứ đang móc 7 rồi. Lên đầu máu đến từ game thủ chim sẻ. Một 7 to thế nhờ. 7 siêu to nhá. Tham lai của chim sẻ đang số là 80. Cơ cấu ra ruộng để cân lại một người cầm 7 với đội bạn. Đây, dân mùa 1 đây, quân mùa 1 đây. Đội bạn mùa 1 bay nhà rồi. Anh em cố gắng móc M7 để sẻ đứng thủ lên 4. Với cái thế trận này chắc sẽ đứng thủ lên 4 thôi. Thì hơi khó để có thể đi ốp nhau M7 thời điểm hiện tại, nhưng mà lượng quân của bạn và lượng tham của bạn to như thế kia. Xuân Thứ sẽ cố gắng tận dụng những đơn vị sóc đơn của mình để ngoáy vào nhà người cầm M7 với phía đối bạn. Với cái tham này là số 5x bị đốt BL rồi thì phải. Lại xây mới. Đây 3L mới. Gunny sẽ đi quản lại người cầm 4 nữa. Em cặp cooler chạy quay quanh nhà mình xem nào. 4L đến Xuân Thứ đây, dân M1 chạy về M7 hồi đây rồi. Có một luôn. Tham lai đơn số là 53 dành cho bài đấu của rapper Xuân Thứ. Bài đánh đầu cánh. 4BL, sóc đơn. Đang dồn dân 1-1, đội bạn đang muốn hồi. Tom. Không kịp đuổi theo về đến nào, bởi giờ lùi bạn ơi. Tham lai đơn số là 50 dành cho bài đấu này. Xem có cái điểm hở nào mà dí sóc đơn vào thì tuyệt vời. Trái Nguyễn Đình Chính nhá, chào anh em. Vâng, 68 dân đến từ cầm 7 rồi. Mùa 4 đã bắt đầu phát hiện ra nhà BL của rapper. Ở đây là máy cái thủ Gunny với tham lai là 23. Bên mình thì có mỗi sẻ thôi đấy. Đồng đội không ai nhiều tham đâu. Đây là máy của cái thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai là 111 rồi. Đông đấy. Tránh Dương Chiến ạ, tránh Minh Vương. Đã bắt đầu bung nhà chính cho là vàng. Xem đội bạn nào ba vàng anh em ơi. Và đá đủ vàng nữa, cầm 7 khả năng kích 4 thôi. Vừa kích 4 vừa đi ốp sẹp một tơn rồi. Bỏ BK nè. Nhưng mà đánh kiểu đời 4 như này cũng căng, bởi vì sẽ không thể nào để one hit 7 luôn với một thế trận lên 4, khả năng lên 4 sau. Nhưng mà đồng đội bên phía đối bạn sẽ hồi kiểu nhiều hơn. Sẽ lên đỉnh quân ạ.
tích nhá. Ở kíp 4 rồi đấy. Xuân Thứ đã bắt đầu xúc được dân người cầm bóng 7 đây rồi. Rất nhiều dân. Đây, cả một hồi trong này cũng bị tóm đây rồi. Sẽ với kíp 4 rồi tí anh ơi. Đây là Xuân Thứ đang bị đốt. Rồi bạn đang cảm thấy rất cay Xuân Thứ và quyết định đi đốt hết nhà Xuân Thứ rồi. Đốt thì lại chạy. Hạ sọc đơn liên tục. Để chém quấy, chém móc mày. Rồi, lọt ra rồi bạn này. Đấy, lại ba sọc đơn vào tiếp. Đấy. Rồi, lọt nhà. Gửi đơn giữa ruộng chính luôn cho mát. Vào ruộng, bạn ơi, vào ruộng, đấm ruộng, đấm ruộng, đấm ruộng, đấm ruộng. Đây. Này, nhói chưa? Ôi giời ơi. Các cụ ơi, lên 4 xong rồi nhá. Một khoai ruộng mới đây, rapper. 7, mất nhiều dân lắm nhá, mất 30 dân này. Ui rồi dân này anh em ạ. Ui rồi ôi, nhậu đi. Say sưa luôn anh em nhá. Quá nhiều dân bên phía đối bạn dành cho Xuân Thư. Và tiếp tục là những đông dân bên phía đối bạn. Người cầm mùa 7, 1 đang về hồi bên trong nhà mùa 7 rồi. Xuân Thư đang ăn được rất nhiều dân mùa 7 các bạn nhìn này. Sọc đơn rồi cung rờ vào tỉa dân rồi. Này, nhưng các bạn đứng cái bóng này thôi làm tạm 5 dân nữa vậy. Thiếu quân cũng phải ăn được 5 dân nữa đội bạn. BC thì có rapper. Đây nhà BB phía đối phương. Và tham vai Xuân Thứ đang số là 27. Trận đấu này mất tham hơi sâu bạn ơi. Đây là máy Gunny với tham vai 34. Bắt đầu về nhà chim sẻ nắng về hồi lại đến cái thủ Gunny rồi. Đây là máy cái thủ chim sẻ. Rồi đang đóng BL. Một đang lao vào nhà với thủ chim sẻ nắng motor. Đó chính là game thủ Tiểu Mạnh Mã. Bắt đầu xin những đơn vị sắp đơn và hot ra để kê nhà. Ok. Muốn vào đường nào ấy. Thủng vàng hay sao? Ở đây đi qua BL vào. Chưa thủng vàng nhưng mà bây giờ ăn vàng thì bắt hết mấy cung của 4 đi. Mệt mỏi quá rồi. Đi đâu nữa. Tham lai là 160 đến game thủ chim sẻ rồi. Thế trận đời 4. Gắn đi về hồi nhanh nào. Công 7 giáp 6. Ok. Bung nhà chính ra. BS nữa. Để lên giáp cho cung R. Bởi vì lên giáp cung R lên giáp cho hot. Bởi vì đội bạn cũng sẽ có đạp đôi thôi. Sẻ bên này tham lai 160 rồi. Thế trận phát triển đời 4. Bỏ cái rừng xấu trong nhà. Và xem là cái mặt PE này không bo được bằng nhà cứng anh em ạ. Rồi bạn đã bắt đầu có đắp đôi để đẩy chim sẻ rồi. Một tơn sát tường đây nữa. Mau đây, mau đây, mau đây, đi quần anh em mau đây. Một con rồi lên nhà sẻ về đi. Ông góc này cũng kín rồi. Và mùa 7 bắt đầu di những con cung R và chuẩn bị có đạp đôi đến nhà chim sẻ. Chúng ta đang chờ hóa đạp đôi. Đúng thế nhỉ? Ở giáp 6. Ở mặt 12 giờ vẫn bị nó đấm tiếp nhá. Đúng thế. Cả 4 gặp 1 lao vào mặt này nữa. Và tham lai chim sẻ 170. Đạp đôi đã bắt đầu có đây rồi. Là bắt hết mấy con cung này rồi. Đây là cung R cầm bầu 4 bên phía đối phương đang lao vào. Sẻ đang căng ngang nhà của mình để không cho đối phương đâm sâu hơn. Nhưng mà cả ruộng gắn đi đây nữa. Bắt đầu bo BB. Đạp đôi đội bạn đang tràn vào. Quấy đều đi hết đạp đôi bạn ơi. Rồi xong cả hot cả đạp đôi dành cho đủ chim sẻ. Giáp 6 vừa được nâng cấp. Rồi nâng lại giáp 6, xin lỗi. Giáp 6 cho hot. Để thủ đạp đôi đối phương và vẫn thủ được tên này thoải mái đây. Tăng L nào. Ui, thêm đạp đôi nữa đội bạn dí vào. Tham mình đè đến mạnh luôn. Mùa 7 đang top tham. Mùa 1 có bước tân hồi nhà, có bước tân ở trong 6 giờ. Bước tân trong nhà của đội bạn nữa. Và tham lai 170 dành cho những thủ chim sẻ đây rồi. Sẻ ơi em nhiều đồ quá, bơm bớt cho anh em không? Bơm cho anh Hưng hồi đi, em nhiều đồ quá kìa. Bơm gắn đi kích 4 luôn đấy. Rất nhiều đồ. Lượng đường rất nhiều, bóng 4 lại tiếp tục ngoáy ở đây nữa. Lại một cái BB nữa vào đấy nào. Đường máu vô nhà, 7E. Để từ cái thủ chim sẻ, rồi đạp đi. Tăng L. Phải tăng nhiều BL hơn nữa, lực đang quá khỏe đây chim sẻ rồi. Xem cái BL vừa mới xây đây nó đang cháy kìa, xem có hủy đi không. Nhà chính ra để ăn gỗ. Rồi đạp lại 1-1. Thấy rồi anh ơi, đang bắt. Rồi mấy con ơi. Đấy, xẻ vào vàng. Từ nó mất tay quá. 7 lao vào khó chịu quá. Đấy, thiếu 400 vàng thôi, thủ gắn đi. Có đủ vàng để bơm gắn đi luôn. Đây, kích đi. Nhà chính ra ăn gỗ nhiều hơn, đạp lại 1-1 ở nhà chính. Nếu được thì đi thẳng một tơn từ nhà 1-1 xuống 6 giờ. Đó là cơ sở của đội bạn nữa.
Đó, 188 đến từ cái thủ chim sẻ. Đóng BL mặt này để không cho đối phương móc vào nhà của Gandhi. Cơ sở của Gandhi. Tuấn Thứ thì bên này tham là Gandhi tham lai 5x rồi. Tuấn Thứ xây lở trong nhà màu 7 anh em ạ. Ok, rồi xung đi bạn. Bạn lên công 4 chưa? Đấy, trời ơi, sẽ bơm cho Tuấn Thứ tí bạn lên công 4 đầu máu chọc cho nó đau cái. Ăn nhiều dân lắm rồi đấy, trận này phải kinh mấy trăm rồi đấy. Đấy, bạn nâng luôn đây. Đầu máu luôn. Công 4. Rồi, đầu máu, ok. Rồi, đấy, đi nhà, nhậu đi. Đục e, đục ủng đi, quản rừng ấy, rừng kém nhà nó xấu rồi đấy. Đây, ăn máy của cái thủ Gandhi. Gandhi đã lên 4 xong, à chưa chưa, chuẩn bị lên 4 xong. Xong mạnh lại dần một tơn đến từ cái thủ Gandhi. Anh Gandhi lên 4 đánh đập đôi tiếp. Bên này thì sẽ tham lại đơn số là 214, chưa đi quân mà bây giờ bắt đầu đi. Và đã đi thì nó đi rất đông. Mình nghĩ, đấy rồi, đã phải lên cơ sở của người có 4 luôn. Đợi đi anh trai ơi. Đây, ui giời dậy BE nãy mà đạp vào đi. Phê. Phê tận nóc luôn anh em ạ. Đây, đấm một tờ này rồi. Đây, bơm nhanh dài khỏe, móc binh luôn được chưa? Bò toàn BB đội bạn nhưng mà vẫn sẽ lụng thôi. Nhóm này có cái mấy con hiều, bò hộ cái. Này thì bò, ấy à, vẫn bò được thì thôi đi bên này. Đây, 1-1 đây. Không được cho 1-1 lên 4, nhà cứng nào. Một chiếc nhà BB đến từ cái thủ chia sẻ, thêm một chiếc nhà BB nữa. Và đưa cung R ra để có thể đỡ nhà, đưa hot ra đỡ nhà. Và Xuân Thứ thì vẫn đang chiêu 1-7. Và thêm một chiếc nhà BB nữa thì chim sẻ. Lọt nhà đội bạn, 1-1 lên 4 xong rồi thì phải. 1-1 đánh hot. Timeline đời số là 194 đến từ chim sẻ. Và tuần này thì đánh cho thì ôi giời ơi, các cú ơi. Ây. Tuần này đau tê anh em nhờ. Tuần này phải ăn được 50 dân rồi bạn mất. Quá nhiều dân anh em ạ. Timeline đời số là 204 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Rồi gì. Rồi dân rồi, ui. Rồi, 2-1 được chưa anh em? Xuân Thứ vẫn đang còn mấy con chọc chọc bên trong nhà đội bạn nữa. Bắt nốt mấy con đạp đôi cầu 7 lên con lợn. Ai thiếu đôi không nhở? Và Gandhi lại bảo là vứt đây. Ok, anh dài lên 4 và đang tăng BL lên rồi. Sẽ chắc lại nhiều đôi, thủ Gandhi và Gandhi đã có đạp đôi. Ở nhà đang bị 7 đạp lại một chút nhưng mà không sao. Đợi đi, anh cũng chuẩn bị có đạp đôi đây rồi. Chơi hết. Đấy đùa kìa cụ ơi. Ok. Xoạch liên tục. Úi giời ơi, cháy ruộng nhiều chứ. Úi giời ơi. Hỏng rồi. Đi ở kích ruộng và bị 1-7 lọt nha. Ôi nha, không bơm được đâu nha. Cháy mất kích ruộng. Cháy ruộng bò cả mặt. Đến từ cái thủ chim sẻ. Quá đập đôi của bạn. Nó vẫn đang đạp cả đôi bạn. 1-1 đã bắt đầu có nhiều hot hơn rồi. Lên 4 cho tham bé xíu rồi. Đây, đạp đôi lên dài ơi. Bạn thiếu gì không để bơm? Rồi, quyết rồi và tỷ số là 2-1 dành cho các vị thủ chúng ta ở trong kèo 3-3 cung đường xem. Lên 4 mới giành chiến thắng anh em ạ, mệt thật đấy. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây rồi. 2-1. Quạt Trần Công nghiệp System Fan, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Liên hệ ngay